xin mời. Chào cô, chào em. Dạ, chào bác, chào chị. Mời cô ngồi, mời em ngồi. Dạ. Cô Linh xin mời cô có thể giới thiệu cho khán giả được biết ạ. Xin chào hai MC và chào quý vị khán giả. Tôi tên là Vũ Thị Hạnh, năm nay tôi 57 tuổi. Và hiện nay thì tôi đã nghỉ hưu rồi. Còn đây là con dâu tôi. Dạ, xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hoàng Yến, năm nay 32 tuổi rồi. Ôi sao trẻ thế. Tưởng đâu 23. Em làm dâu được bao lâu rồi? Mới 3 tháng à. Làm dâu lâu dữ vậy đó. Dạ. Chúng ta có thể nói một chút xíu về ngày đầu tiên gặp mặt của mẹ chồng với nàng dâu. Nói chung là con trai của tôi thì cũng 32 tuổi, cũng thấy nhiều tuổi rồi mới bảo là thôi con lấy vợ đi. Chứ giờ cũng lớn tuổi rồi mà không lấy vợ, sợ mai mốt ví dụ cha già con cọc nữa. Hoặc là cái vấn đề mà mai mốt tính nết nó không bình thường nữa. Cho nên là thôi lấy vợ đi. Cứ bảo là dắt về đây cho mẹ xem mấy cô. Đến khi giới thiệu dắt Hoàng Yến về đó, thế mẹ thấy cái cô vừa rồi con dắt về thế nào. Yến ít nói lắm, thấy ít nói, trầm tính, thấy chững chạc, thấy tuổi ngang ngang với lại con trai á, biết lo liệu gia đình. Nhưng mà lớn tuổi quá thì cũng sợ là sanh con nó hơi khó một chút so với lại 24, 25. Cũng nghĩ vậy nhưng mà con trai thích là thôi, chiều luôn. Còn chị, cảm nhận đầu tiên về người mẹ chồng thế nào? Dù mới tiếp xúc ban đầu thì thấy mẹ cũng không quá khó chịu, như người ta vẫn nói là mẹ chồng người Bắc thì khó chịu à. Còn giây phút đầu tiên là như vậy là cũng ổn rồi ha. Dạ. Em thích mẹ chồng em ở tính gì nhất? Dạ, mẹ chồng là người tâm lý, và mẹ nói là con dâu mới về thì mẹ cũng hiểu con dâu. Nếu có gì mà thắc mắc hoặc có gì tâm sự thì cứ nói với mẹ, khó khăn gì nói với mẹ thì mẹ sẽ hướng dẫn vậy giúp em hoàn thành. Cô thích điều gì ở con dâu mình nhất? Con dâu thì được cái lắng ngoan, nói thì lắng nghe, nói chung là chịu khó lắng nghe, học hỏi. Thích như vậy. Mấy ngày đầu về đó thì nó gặp những điều gọi là trăn trở thế nào? Đồ ăn có nhiều thứ là có thể là chưa bao giờ em ăn những cái món miền Bắc, tại vì là người miền Nam. Có nhiều khi là mới đầu ăn thì thấy cũng lạ, giờ sau thì nhưng mà cũng không dám nói là con thấy món này lạ, con không dám ăn đâu. Thứ hai là mình quen sống với ba mẹ mình, bây giờ về phải ở với những người mình mới quen, thật sự là mới quen biết thôi, không biết là có hợp hay không. Ở nhà thì mình thoải mái muốn làm gì làm mà, còn về đây thì có ba mẹ chồng thì cũng phải hơi đắn đo, hơi khép nép là có làm việc này không biết có đúng hay không, nên cũng hơi ngại ngại. Mấy tháng vừa rồi nó có những cái mâu thuẫn gì xảy ra mình cần phải khắc phục không? Chưa tới mức là phải mâu thuẫn lớn lắm mà. Cô có thấy có cái gì xuất hiện chưa? Mình cũng là thuộc diện cũng hiện đại tâm lý. Tôi là vợ chồng mới cưới thì thường là con cái, con dâu về là phải dậy sớm, lo nước nôi rồi trà nước để cho bố mẹ chồng. Đây có dậy sớm không? Có dặn nhưng mà không dậy sớm được. 8:30, 9 giờ mới dậy luôn. Thấy chưa? Bây giờ chưa nói đâu nha cưng. Nói chung là cũng biết rồi. Mới thôi. Biết. Nhưng mà thử hoài đi. Thử hoài đi rồi sẽ thấy. Có những cái thứ mà mẹ chồng không hài lòng về con dâu mà có thể chưa nói, em sẽ khắc phục thế nào? Em sẽ cố gắng dậy sớm ạ. Nhưng mà do đặc thù là chồng em cũng hay làm việc đêm khuya. Ủa chồng em làm chứ của em làm hả? Đâu. Em nói anh ngủ đi, anh không chịu ngủ, cứ bật đèn lại cũng không ngủ được. Chị thì sao ta? Cái này là để vợ chồng người ta giải quyết chú, còn này là mẹ chồng nàng dâu. Không, mình phải giải quyết cái chuyện này luôn. Bởi vì nếu mà chồng cứ bật đèn hoài đó thì không có làm việc được phải không? Đâu có sáng mai đâu có làm việc được. Sáng ít nhất á, thường anh nghĩ rằng á là nàng dâu mới về làm dâu thì sáng phải thức dậy rất là sớm, nấu ăn sáng cho cả nhà. Cái đó là thường xuyên xảy ra mà bất kỳ một người phụ nữ nào khi làm dâu người ta đều thể hiện điều đó hết. Chị cho em hỏi tí xíu nha, có cái điều gì đó mà chị không dám nói thì nhân tiện ở đây chị có thể chia sẻ tí xíu đi để cho mẹ được hiểu thêm. Tính em ít nói thì có vấn đề gì thì em mới nói thôi. Bình thường thì em cũng không có nói chuyện nhiều như người ta, nên nhiều khi mẹ nói là tại sợ. Sao mẹ sợ mà em nói. Còn không sợ thì có nhiều chuyện mẹ nói đúng không? Dạ. À, đó, dạ đó thấy chưa? Không. Thí dụ cụ thể một cái chuyện nào đó. Trước sau thì mình cũng nói à. Đúng rồi. Thì mình nói luôn giờ đi, sẵn có chương trình bảo kê cho. Dạ thực chất thì cũng không có gì đâu quan trọng đâu. Thực chất là khác biệt về tuổi tác và về thế hệ thì em thấy là có nhiều vấn đề là cũng nói là cũng không có giải quyết được, không có giải quyết được ổn thỏa, nên nhiều khi em thấy là nói chuyện với mẹ thì khó nói. Khó gì, em sợ mẹ gì mà em không dám nói đi. Đã mẹ đã mở lòng rồi, có chuyện gì em cứ chia sẻ,
Còn nếu như em giữ lâu quá trong lòng đó, càng ngày nó chồng chất lên á, người ta nói tức nước vỡ bờ, cái đó mới nguy hiểm. Cô mới vừa về anh chưa có hợp lắm. Mà em cũng sợ gì đâu, ngủ tới 9-10 giờ sợ gì. chín mười giờ và thậm chí là dặn là con là khoảng 6 giờ 6 rưỡi con dậy. Dậy chịu khó mấy ngày về dậy rồi làm nó quen cái công việc nhà đi, mai mốt thứ mẹ đi vắng thì con cứ việc như thế con làm. Chung là cũng nhẹ nhàng, mà chỉ cũng sợ là cũng biết tâm lý là con dâu mà mới về nhà chồng ấy, mà nhất là người Bắc nữa thì sợ lắm. Thế cho nên là mình cũng nói nhỏ nhẹ, nhưng mà nhiều khi á hả, nói ở đây nói vui thôi, nhiều khi á buổi sáng đấy 8:30 9 giờ hai vợ chồng chưa dậy, nấu ăn sáng rồi phải gọi hai đứa ơi lên ăn sáng đi, phải mời lên á, mời lên mãi mới lên á. Ở nhà chị có nấu ăn được không? Công việc hồi trước của chị á là cũng là đi rất sớm về trễ nên cũng không có thời gian cho cái công việc gia đình nên cũng không có làm nhiều ạ. Ủa vậy chị làm nội trợ là chị làm gì? Phụ giúp công việc nhà. Phụ ăn uống rồi đó. Rồi cũng vui. Nhưng mà hỏi thiệt cô nha, nếu nhiều lần như vậy kéo dài một vài tháng nữa, chắc cũng lẽ là cũng phải nhắc nhở thêm nữa. Cứ tình trạng mà cứ vậy mãi, mai mốt có con thì không biết làm sao. Tại sợ có con nữa, mai mốt cũng ngủ kiểu đó là con ai chăm. Thì giao cho mẹ chồng chăm tiếp. Cái câu chuyện ngày nay nó cũng rất là thú vị. Chỗ là mẹ chồng hy sinh cho con dâu trong những tháng đầu tiên. Còn những tháng sau thì chưa biết. Có thể là có những cái điều mà chúng ta chưa thể nói được. Vậy thì cái người trong cuộc có những cái nỗi khổ như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Thì tính mẹ thì hơi nóng, với lại bảo thủ. Chị lúc mà bắt đầu cưới về ở chung với nhau thường xuyên á, cái vấn đề khó xử luôn là cái vấn đề là không ai chịu nói rõ với lòng mình ra đó. Vợ chồng mình á thì là sử dụng đồ khô ví dụ 2-3 ngày mới giặt một lần, gom một cái khối lượng đồ á cho nó đủ một lần giặt thì là nó sẽ tiết kiệm điện với nước chẳng hạn vậy. Còn mẹ thì mẹ lại thích là hàng ngày đều giặt hết. Lúc mà lấy mình á thì là trước là làm kiểm toán. Thì kiểm toán là phải đi suốt, thường là một năm đi mấy tháng á, đi miết à. Lúc mà lấy mình không chịu, mình mới bảo thôi giờ em về đi, giờ có gì kiếm cái việc, ví dụ kế toán cái gì nhỏ nhỏ ở nhà là cũng được. Thì vợ mình nghe về thì hiện tại là vợ mình ở nhà đó, ở nhà suốt ngày luôn với mẹ từ hồi lúc cưới á. Cũng có vấn đề là bị chán, lâu lâu vợ hay xin về mẹ vợ để ở vài hôm hay gì đó. Thì thấy mẹ mình cũng không thích cái vấn đề đó lắm. Nhiều lúc vợ cũng không dám nói với mẹ. Nói xong á thì tôi thấy rất nhiều mâu thuẫn. Đúng rồi đó. Con nghe anh nói là bác rất là nóng tính và bảo thủ. Đúng không? Cái bác là nóng tính thì có, nhưng bảo thủ thì không có. Tại vì thực tế ra thì cái tính ở sạch sẽ thì con cái nhiều khi nó thì nó tiết kiệm nước, với lại nó kia thì nó để coi như mấy ngày nó giặt một lần. Thì mình thì lại cảm thấy như vậy thì nó không có được sạch sẽ lắm. Cho nên cứ ngày nào giặt ngày đó. Con nói là nếu bận rộn lắm thì mẹ sẽ giặt hết cho các con, còn nếu mà con ở nhà không thì con chịu khó hàng ngày con giặt. Nhưng cô có biết là cái chuyện con dâu mình chán cũng hay muốn đi về nhà mẹ đẻ không? Cũng biết chứ, cũng hiểu chứ, mình phụ nữ mà. Vấn đề là mới về nhà chồng thì lại không có đi làm. Nếu mà con dâu mà đi làm sáng đi tối về thì không có vấn đề gì. Nhưng mà con dâu lại ở nhà mà chồng lại đi vắng. Thành ra là ở với bố mẹ chồng ở nhà thì cũng khó nói chuyện. Thì thực tế là tôi cũng có nói á, muốn đi đâu thì cứ nói. Chứ không có gì, mẹ không có khó gì đâu. Cũng ngại cái vấn đề mang tiếng là mẹ chồng nàng dâu. Nên cũng không có vấn đề là khó khăn đối với con dâu. Tính của Yến thì là ít nói, gọi lên nói mà Yến thì còn e ngại, Yến chưa nói. Em thật ra là hồi đó mẹ em đi Úc 5 năm. Tới khi mà mẹ em về á, hai mẹ con giống như là hai người xa lạ vậy đó. Mà này là mẹ ruột của em nữa, em còn khó nói không chỉ là mẹ chồng. Nhưng mà từ từ á, phải bắt mình nói chuyện với nhau, phải bắt mình nói chuyện và trò chuyện với mẹ, phải tâm sự với mẹ thì hai mẹ con mới dễ hiểu nhau hơn và gần với nhau hơn. Chứ thật sự mình không nói thì mẹ mình cũng không hiểu mình đang cần gì, đang muốn gì nữa. Rồi, anh không hiểu là ngại gì nè. Thật sự á, một người mẹ rất là tuyệt vời. Anh thấy là nãy giờ mẹ rất là tâm lý nha, lo giặt giũ con cái, lo đồ ăn, thậm chí con gái mình ngủ không dám kêu dậy nữa, hiểu được sợ con dâu mình buồn. Vậy thì em ngại gì nào? Chắc là do cái tính em ít nói chuyện nên làm cho người khác thấy là mình ngại nói chuyện. Cái tính đó, đôi khi mình không nói chuyện ai trong gia đình, người ta nói mình chảnh đó. Nó là vậy đó. Nhiều khi cái sự hiểu lầm á cô, nó xảy ra từ cái tính nữa. Khi hỏi mấy câu mới trả lời. Đó, đó. Chậm nói, mẹ hỏi 2-3 câu mới thấy trả lời, không biết có nghe thấy không. Hỏi không trả lời, 2-3 câu cũng trả lời luôn. Không, 2-3 câu nghe cái này phải ngại mà chắc là... Lúc đó em đang làm việc gì? Đây là khuyết điểm đó em.
Thực sự hôm nay mà mẹ chồng nói ra như thế thì rất là cởi mở. Cũng có nói thẳng với Yến luôn rồi chứ. Cũng có nói là con chịu khó, con có cái gì con giải bày mẹ đi. Hay là mẹ có cái điều gì mẹ làm con chưa vừa lòng thì con cứ nói ra đi để mẹ nhiều khi mẹ thích nghi. Mà cô thấy có thay đổi không? Thì cũng rất ít nói. Sao kỳ vậy ta? Nghĩ làm kiểm toán là cũng phải rất là lanh lợi nha. Tùy đối tượng à. Ủa vậy đối tượng này sao? Đối tượng nào mới thể thoải mái được? Chồng em có, em có thể thoải mái nói chuyện được không? Dạ, chồng thì nói chuyện suốt ạ. Không, phải thay đổi đi em. Anh thấy cái này dễ mà, đâu khó. Vấn đề chỗ người ta có chịu thay đổi hay không thôi. Còn nếu mà mình nghĩ ôi cái đó là cái tính rồi, không được đâu em. Càng giữ lâu á, nó không đổi được nữa là coi như có thể chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện không lường trước được. Mà tính của mẹ thì cũng có thể hơi nóng tính. Bây giờ mẹ còn kềm chế được đúng không cô? Nóng tính, thẳng tính nhưng mà lại không có để bụng gì hết. Chứ nói chung là mình không có ác ý với ai. Bây giờ thì cái mong muốn á, cô đối với con dâu thì thế nào? Chỉ mong làm sao con là hoạt bát hơn, nói nhiều hơn một chút xíu. Thực tế ra mình cũng cố gắng để mình thân thiện, gần gũi. Và Yến không ngại cái vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu. Và hãy coi mẹ chồng như là mẹ của mình để tâm sự mọi cái. Và nhiều khi có những cái mà cùng phụ nữ nó dễ tâm sự, dễ bày. Cái thứ hai là mong muốn là hai vợ chồng làm sao mà nhanh có con, cho bà có cháu, thế thôi. Có con nít mà nó vui hơn, trai gái thì cũng được, không quan trọng. Còn với chị có mong muốn ở mẹ điều gì để mà mình có thể cởi mở mình ra hơn được không? Thực chất thì mẹ chồng cũng không có vấn đề gì hết, nên chị nghĩ là chắc vấn đề là do chị sẽ cố gắng để cởi mở hơn với lại gia đình bên chồng ạ. Cũng mong là Yến đừng có ngại. Đối với mẹ với Yến không có gì ngại hết, có gì thì cứ nói chuyện thôi. Thì có gì cùng gỡ chứ có gì. Đối với mẹ coi Yến cũng như con gái mà, có gì đâu. Quá hay. Một người mẹ chồng xuất sắc. Ngày hôm nay là một ngày anh Quỳ Linh nghĩ rằng rất là ấn tượng và đáng nhớ với em đấy. Một ngày để chúng ta hiểu hơn về mẹ chồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái lời gửi gắm của ông xã em. Thứ nhất là ba mẹ của anh hay ba mẹ của vợ đều là ba mẹ cả. Đều cần được cái sự tôn trọng như nhau. Thì là dù ba mẹ nói thế nào thì anh vẫn phải nghe ba mẹ trước. Thì hy vọng là vợ cùng với lại chồng là có thể mà cùng nhau giải quyết được hết tất cả những cái khó khăn về cái trong vấn đề gia đình, để mà có thể chồng có thể yên tâm làm việc, mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình. Mẹ ơi, thì con muốn nói với mẹ là cái thật ra thì Yến, con dâu của mẹ, là một người vợ rất là tuyệt vời. Con tin rằng là từ từ là mẹ sẽ hiểu Yến, rồi hai mẹ con có thể là bỏ thêm thời gian rồi nói chuyện với Yến nhiều hơn, chia sẻ với Yến nhiều hơn, để hai mẹ con có thể là hiểu nhau hơn. Thì gia đình nó cảm thấy rất là đầm ấm và hạnh phúc. Thôi thế này, mẹ con đứng lên đi. Em hãy ôm chặt mẹ chồng vào và hứa gì điều gì với mẹ chồng, giống như những mong mỏi của ông xã như vậy. Dạ, con hứa là sẽ cố gắng là nói chuyện và hiểu, tâm sự để lắng nghe và hiểu mẹ nhiều hơn. Mẹ cũng mong con như cái điều hồi nãy mẹ mới nói á, là hãy coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và mẹ cũng muốn là con là con gái của mẹ. Những giọt nước mắt đã rơi ra rồi ha. Hy vọng rằng những cái khoảnh khắc này chúng ta không bao giờ quên. Và những gì em đã hứa, chắc chắn mẹ chồng sẽ đem đến nhiều cái hạnh phúc hơn nữa cho vợ chồng em. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Con xin được gửi một lời chúc tới bác, chúc sức khỏe bác, và mong rằng là bác sẽ dễ tính hơn, bớt nóng tính lại. Em cũng mong rằng chị sẽ cởi mở nhiều hơn để gia đình mình hạnh phúc hơn. Và đây là phần quà từ chương trình, xin gửi tặng bác và chị bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và da Sakura Lid và Sakura Placenta. Chúc sức khỏe gia đình bác. Dễ thương quá quý vị. Chỉ có một cái chút xíu nho nhỏ, đó là hơi bị rụt rè, hơi bị e thẹn, hơi bị ngại ngùng chút xíu. Nhưng nếu như không khắc phục được những điều đó thì có lẽ rằng nó sẽ dẫn đến một cái mâu thuẫn càng ngày càng tăng, và nó dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng.